Hello everyone, welcome to our class. Chào mừng các bạn trở lại với lớp học của chúng ta. And today we learn unit My Past Time Lesson and. Chúng ta sẽ học bài My Past Time và vần and. Now let's start. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nhé. Everybody, learn the sound, learn the new words. Chúng ta sẽ học âm và học một số từ vựng mới nhé. And now, you will listen to the sound and listen to the words. Các bạn sẽ được lắng nghe âm và lắng nghe một số từ vựng mới nhé. Listen and repeat. Sau khi lắng nghe thì các bạn hãy lặp lại cho cô nha. Learn the sound. Learn new words. B, ed, bed. R, ed, red. Learn the sound. Learn new words. B, ed, bed. R, ed, red. Move on vocabularies. Cô và các bạn sẽ cùng qua phần từ vựng. Now, look at the first picture. Nhìn vào bức tranh đầu tiên. Sleep. Cô có động từ sleep, đó là ngủ. Các bạn nhìn vào bức tranh thì các bạn có thể hiểu được từ vựng ha. The next picture, bức tranh tiếp theo. Các bạn có thấy là cô gái này đang ngủ và mơ về một chú mèo không? À, chúng ta có từ dream. Next, bức tranh tiếp theo. Scream, đó là tiếng hét, hét lớn lên. Drink, à, động từ drink, đó là uống. Các bạn có thể thấy là bạn nam này đang uống một cốc sữa. And the last one, và bức tranh cuối cùng. Read, read, đó là đọc. And now, listen and repeat after me. Các bạn sẽ lắng nghe và lặp lại theo cô nhé. Sleep. Dream. Scream. Drink. Read. Very good. Các bạn làm tốt lắm. Move on, listen and answer. Chúng ta sẽ cùng nhau qua phần nghe và trả lời. In this part, you will listen to the conversation. Ở phần này, chúng ta sẽ lắng nghe một đoạn hội thoại giữa một bạn nam và một bạn nữ. After that, you will choose the correct word from the box and write it in the blank. Và chúng ta sẽ chọn một từ ở trong cái khung để điền vào cái chỗ trống. Các bạn chú ý cho cô có hai từ vựng ở trên cái khung màu đỏ và chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai để điền vào chỗ trống nhé. Now, listen. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe. Learn to answer. What could you do when you were a baby? I could cry and scream and drink milk. Could you read when you were a baby? No, I couldn't. Learn to answer. What could you do when you were a baby? I could cry and scream and drink milk. Could you read when you were a baby?
No, I couldn't. Now, let's check your answer. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án nhé các bạn. I could cry and scream and drink. The answer is milk. Very good. Đáp án ở đây đó là từ milk nhé các bạn. Milk đó là sữa. Next one, câu tiếp theo. Could you read when you were a baby? Yes, the answer is read. Đáp án ở đây chính là từ read. Read đó là đọc. Các bạn có nhìn thấy câu hỏi này không? À, đó là một cấu trúc mới. Và bây giờ để tìm hiểu nó thì cô và các bạn sẽ cùng qua phần học tiếp theo nhé. Grammar point, điểm ngữ pháp. We use could plus base form to talk about ability in the past. Chúng ta sử dụng từ could này thì ở phía sau của nó sẽ là một dạng nguyên mẫu và dùng nó để nói lên một cái khả năng trong quá khứ. Could is the past form of can. Và từ could này nó là dạng quá khứ của từ can đó các bạn. Từ can có thể và từ could cũng là có thể luôn. Nhưng can sẽ được dùng ở hiện tại và could sẽ dùng ở quá khứ. Now, look at example. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào dưới ví dụ để hiểu hơn nhé. When I was 5 years old, I could speak English. Khi mà tôi 5 tuổi, tôi có thể nói tiếng Anh. À, khi mà các bạn 5 tuổi là sự việc đã xảy ra trong quá khứ rồi, thì các bạn đã có thể nói tiếng Anh. Nó chỉ một cái khả năng trong quá khứ. Now, everyone move on speaking. Chúng ta sẽ cùng nhau qua phần luyện nói nhé các bạn. Look at a question and answer. Các bạn nhìn vào câu hỏi và trả lời. What could you do when you were 6 years old? Bạn có thể làm gì khi mà bạn 6 tuổi? Chúng ta sẽ trả lời tùy vào khả năng của mỗi bạn nhé. Look at my answer. Các bạn hãy nhìn vào câu trả lời của cô. I could read and I could sing. À, tôi có thể đọc và tôi có thể hát. How about you? Còn các bạn thì sao nào? Now, give me your answer. Các bạn hãy cho cô câu trả lời nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc I could nhé các bạn. Homework. Bài tập về nhà hôm nay các bạn sẽ luyện đọc lại năm từ vựng đã học, ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp và làm bài tập ở sách bài tập trang 17. Workbook page 17, sách bài tập trang 17. Look, read and match. Chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh, đọc cái câu đó lên và nối. Look at number one. There is one example. Câu số 1 đó là câu ví dụ đó các bạn. When Sarah was one, she could walk. Khi mà Sarah 1 tuổi thì cô ấy có thể đi. Chúng ta sẽ nhìn đáp án đó là picture A. Và các bạn sẽ nối lại với nhau. Exercise 2. Look at the pictures and write could or couldn't. Nhìn vào bức tranh và chúng ta sẽ viết could là có thể hoặc là couldn't là không thể. Number 1. When my sister was 3, she could or couldn't speak English. Câu số 1 các bạn sẽ chọn could
hay là couldn't? Chúng ta sẽ dựa vào bức tranh để trả lời nhé. Câu 2, 3, 4 các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. That's the end of the lesson today. Goodbye. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô xin chào tạm biệt các bạn.